Hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu thực phẩm chức năng đầy đủ dinh dưỡng rất cần thiết cho người ăn chay. Nội dung đề tài bao gồm 1. Kinh nghiệm sử dụng từ lâu trong nhân dân. 2. Công dụng 5 thứ đậu: đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, đậu nành, đậu xanh. 3. Phương pháp sử dụng: 1. Từng loại đậu. 2. Kết hợp 5 loại đậu. 3. Sử dụng theo nam nữ. 4. Kinh nghiệm sử dụng cá nhân và cộng đồng. Phần 1. Kinh nghiệm sử dụng từ lâu trong nhân dân. Ở miền Nam Việt Nam, từ những năm 1954 sau Hiệp định Geneva đến năm 1975, trong cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc, dân còn nghèo, phương tiện vật chất phục vụ cho đời sống còn rất nhiều hạn chế. Điện và nước máy chỉ có ở đô thị và các chợ trung tâm lớn. Còn ở nông thôn thì sử dụng nước sông lóng phèn để nấu ăn, dùng nước sông để tắm giặt một cách thoải mái, tự nhiên. Đêm đến thì đốt đèn dầu để có ánh sáng sinh hoạt. Có nhiều gia đình trồng cây mù u, lấy nhựa làm đèn, không cần mua dầu nữa. Phương tiện giao thông đi lại ở nông thôn miền Tây sông nước chủ yếu bằng xuồng ghe, canh giờ mà đi theo con nước dòng nước lớn. Đường chỉ có quốc lộ và đường liên tỉnh để xe lưu thông mà thôi. Thời bấy giờ ai có chiếc xe đạp chạy ra đường là hạng gia đình sang trọng lắm. Về phương tiện truyền thông liên lạc, chủ yếu có báo chí. Ngày xưa danh từ thường dùng gọi là nhật trình. Ai biết chữ thì mua đọc để biết tin tức ở trong nước hàng ngày. Người giàu có thì mua radio để nghe thời sự và máy hát dĩa để nghe hát cải lương có tuồng tích ý nghĩa theo nho phong ngày xưa, như trung hiếu lễ nghĩa, đạo vợ chồng, thương yêu chung thủy, vân vân. Như Lục Dân Tiên, Thoại Khanh Châu Tuấn. Thời bấy giờ, trước năm 1975, rất hiếm gia đình có được radio cassette, TV đầu máy âm ly như hiện nay. Người nông thôn miền Nam, mặc dầu nhà tranh vách đất, lợp lá đơn sơ, nhưng đời sống sinh hoạt hàng ngày rất thoải mái, thông thả và nhàn hạ một cách tự nhiên. Giản dị, mộc mạc và an phận, do môi trường sống được thiên nhiên ưu đãi, sinh thái được cân bằng giữa muôn loài động vật và thực vật đang xen chung sống cùng nhau. Thiên nhiên và con người cùng sống và tồn tại. Con người sinh sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên sẵn có để trồng lúa nước, mỗi năm một vụ gọi là lúa mùa, không sử dụng thuốc sâu, thuốc cỏ và phân bón hóa học. Một công tầm đo bằng 1.296 m², thu hoạch từ 10 đến 15 dạ lúa. Nấu cơm ăn bằng gạo lúa mùa, đầy đủ chất thơm ngon bổ dưỡng, ăn vào cảm giác vị ngọt ở hầu họng rất khoan khoái.
cơm để lâu 1-2 ngày không thiêu nhớt như gạo hiện nay, và không có tàn dư độc hại từ hóa chất. Ngoài lúa thì rau củ cây trái trên bờ dưới ruộng mênh mông do trồng và mọc hoang khắp nơi. Trên bầu trời rất nhiều loại chim cò bay lượn ẩn náu sinh sống trên các tàn cây bờ ruộng lúa. Dưới nước thì cá tôm, ốc, cua, ếch nhái, rùa, rắn, vân vân rất nhiều. Tài sản giàu có của thiên nhiên từ môi trường trong sạch, sinh thái được cân bằng giữa muôn loài động vật và thực vật tự nhiên đã cung cấp cho con người sự sống sung túc và đầy đủ về hai mặt tinh thần và thể chất. Biết thương yêu, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi tối lửa tắt đèn. Con người sống với nhau rất chân thật và hài hòa như môi trường thiên nhiên được cân bằng sinh thái. Xuất phát từ đời sống như thế, con người miền Nam biết dựa vào nguồn lực thiên nhiên tự có để dùng làm thực phẩm ăn uống nuôi dưỡng cơ thể, và khi xảy ra bệnh tật cũng sử dụng làm thuốc từ nguồn động vật và thực vật. Ngoài lúa gạo để làm hai bữa ăn chính trong ngày thì các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành, đậu trắng cũng được trồng để chế biến tàu hũ, giá sống, các loại chè để ăn thêm sau cơm gạo và cúng kiến ông bà tổ tiên trong các ngày rằm lớn, ngày lễ Tết đưa ông táo, vân vân. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đề tài năm thứ đậu nêu trên với nhiều tác dụng kỳ diệu đến sự phát triển và bảo vệ sức khỏe cho con người từ thiên nhiên. Nó là thực phẩm có chức năng đầy đủ để bổ sung sự hoạt động của ngũ tạng, tâm, can, tỳ, phế, thận, tăng cường khí huyết và phòng bệnh, trị bệnh tích cực cho con người mà đa số con người không chú ý đến. Phần 1 đến đây là hết. Năm thứ đậu trực tiếp bổ sung đầy đủ cho chức năng hoạt động của năm tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận và toàn bộ hoạt động sống của cơ thể con người, gồm có 1. Đậu đen. Tên khoa học là Vina cyclinica. Đậu đen có hai loại, trắng lòng và xanh lòng, có lẽ là phân âm dương như các loài thực vật khác. Đậu đen thân mọc lá kép, gồm 3 lá chét, 1 so le, có kèm lá nhỏ. Lá chét giữa to và dài hơn lá chét hai bên, hoa màu tím nhạt, quả giáp dài tròn, trong chứa từ 7 đến 10 hạt màu đen. Đậu đen có thành phần hóa học và các chất dinh dưỡng đầy đủ như sau: 24,2% protein, 1,7% chất béo, 53,3% glycine. Các chất muối khoáng là 56mg% canxi, 354mg% phosphor, 6,1mg% sắt, 0,06mg% caroten, 0,51mg% vitamin B1, 0,21mg%
vitamin B2 1,8 mg phần trăm vitamin BB, 3 mg phần trăm vitamin C. Ngoài ra, hàm lượng axit amin rất cần cho cơ thể cũng có rất cao. Trong 100 gram đậu đen có 0,97 gram lysine, 0,31 gram methionine, 0,31 gram tryptophan, 1,16 gram phenylalanine, 1,09 gram alanine, 0,97 gram valin, 1,26 gram lanxin, 1,11 gram isoleucine, 1,72 arginine và 0,75 gram histidine. Công dụng và liều dùng. Màu sắc đen thuộc thủy, nên đậu đen có tác dụng bổ thận thủy, đen râu tóc, mạnh gân cốt, lợi tiểu do có tính mát ngọt, lọc nước tiểu trong. Ngoài ra, đậu đen còn có nhiều vitamin, khoáng chất và axit amin rất cần cho sự sống và hoạt động của cơ thể hàng ngày. Đậu đen dùng để tẩm chế hà thủ ô, dùng trong đông y để giải sơn lam chướng khí và tăng tác dụng của hà thủ ô để bổ thận, mạnh gân cốt, trường thọ. Đậu đen thường dùng nấu chè ăn hoặc sao sơ để bảo quản, nấu nước cốt uống hàng ngày. Liều dùng từ 20 gram đến 50 gram tùy theo tuổi tác, cân nặng cơ thể và cơ địa hấp thu chuyển hóa từng người mà sử dụng liều lượng hợp lý. Hai, đậu đỏ. Tên khoa học là Phaseolus angularis white. Đậu đỏ còn gọi là xích tiểu đậu, cao 1,5 m đến 2 m, lá kép, gồm 3 lá chét, mặt dưới nhiều lông trắng dài. Mùa hạ ở nách lá mọc qua màu vàng hình bướm, quả nhỏ dài, trên mặt có lông, bên trong có hạt nhỏ hình bầu dục, hai đầu hơi dẹt, dài 2 mm, đường kính 1,5 mm, vỏ màu nâu đỏ, mọc hoang ở miền Bắc Trung Quốc. Thành phần hóa học của đậu đỏ chưa được nghiên cứu đầy đủ cơ bản. Nhưng trong đậu đỏ có các chất protic glycic, chất béo, canxi, phosphor, sắt, vitamin nhóm B và một số chất khác. Đậu đỏ có vị ngọt chua, tính bình vào hai kinh tâm và tiểu trường, có tác dụng lợi thủy, tiêu phù thủng, hành huyết bài nùng và các loại mủ nhọt sưng đau. Ngày dùng 20 gram đến 50 gram dưới dạng nấu hay tán bột uống. Trong sách Kim Quỷ Yếu Lược Trung Y có bài xích tiểu đậu đương quy tán bột, lần uống 10 đến 20 gram, ngày 1 đến 2 lần. Bài thuốc này điều trị đái ra máu. Nên nhớ cân liều lượng xích tiểu đậu và đương quy bằng nhau. Số 3, đậu trắng. Tên khoa học là Dolichocolax glass. Đậu trắng còn gọi là bạch biển đậu,
lấy hạt đã chín phơi khô mà dùng. Đậu trắng là loại dây leo sống 1 đến 3 năm, có thể leo dài đến 5 mét, được trồng khắp nơi trong nước để lấy quả non ăn, quả già dùng làm thuốc, thu hái vào tháng 9, tháng 10, hạt phơi khô là sử dụng được. Thành phần hóa học của đậu trắng được nghiên cứu có rất nhiều chất cần thiết cho cơ thể con người, gồm có 22,70% protein, 1,8% chất béo, 57% carbon hydrate, 0,046% canxi, 0,052% phosphor, 0,001% chất sắt. Ngoài ra còn có các men tyrosinasa, vitamin A, vitamin B2, vitamin C và nhiều vitamin B1, axit cyanuric, đường caroten. Trong protein của đậu trắng có nhiều axit amin như tryptophan, arginine, lysine và tyrosine. Công dụng và liều dùng. Đậu trắng có tác dụng dược lý là chống ngộ độc thức ăn, sinh ra nôn mửa, viêm dạ dày và ruột cấp tính. Đậu trắng vị ngọt ấm không độc vào hai kinh tỳ vị, dùng làm thuốc hòa trung hạ khí, chỉ tả lị phiền khát đau bụng, giải độc trúng độc thức ăn và bổ dưỡng chung cho cơ thể. Liều dùng từ 10 đến 20 gram hoặc 30 gram dưới dạng nấu hay tán bột để dùng. Số 4. Đậu xanh. Tên khoa học là Vina aurea crux. Đậu xanh còn gọi là lục đậu, mọc đứng, ít phân nhánh, cao 0,6 m, lá chét hình xoan ba cạnh màu lục sẫm, hoa màu vàng, xếp thành từng chùm ở nách. Đậu xanh được trồng khắp nơi trong nước và nhiều nước trên thế giới để làm thực phẩm chế biến. Thành phần hóa học của đậu xanh có 23% protein, 2,4% lipid và 52% glycic, 4,6% cellulose. Trong 100g đậu xanh sẽ cung cấp cho cơ thể 329 calo, 62,7 mg canxi, 369,5 mg phosphor, 4,7 mg sắt, 0,06 mg caroten, 0,71 mg vitamin B1, 0,15 mg vitamin B2, 4 mg vitamin C, 2,4 mg vitamin BB. Công dụng và liều dùng. Toàn hạt đậu xanh có vị ngọt, tính hàn không độc. Sử dụng điều trị cơ thể bị nóng sốt, nhiệt kéo dài, tiểu vàng, giải trừ bách độc, các loại thuốc và kim loại. Ngoài ra nó còn tác dụng bổ dưỡng chung cho cơ thể, tạo calo cao cho hoạt động con người. Liều dùng: mỗi lần 20 đến 50 gram dưới dạng nấu, nước cốt hoặc tán bột mịn pha nước sôi uống.
Người bệnh tiểu đường có thể nấu cháo đậu xanh ăn hàng ngày. Sách Nam Dược Thần Hiệu của Tuệ Tĩnh có ghi: bệnh phát sốt, nóng nhiều, sưng quai hàm, nhức nhối khó chịu nên dùng đậu xanh tán bột trộn với giấm phết đắp vào chỗ sưng. Khi bột khô thì phết giấm vào, ngày một lần, đến lúc khỏi thì thôi. Số 5. Đậu nành. Tên khoa học là Clicinsoda siebonensis. Đậu nành còn gọi là đậu tương vì dùng làm tương hột, tương xay hoặc nấu nước tương rất tốt, còn có tên là đại đậu. Cây cao từ 0,8m đến 0,9m, lá mọc cách có 3 lá chét hình xoan, hoa trắng hay tím xếp thành chùm ở nách, quả thòng hình lưỡi liềm thắt lại ở hai các hạt, hạt màu vàng rơm. Đậu nành được trồng trong nước ta và khắp nơi trên thế giới để làm thực phẩm chế biến ăn uống hàng ngày. Thành phần hóa học của đậu nành được nghiên cứu khoa học rất kỹ và kết quả cho thấy có rất nhiều chất dinh dưỡng. Đậu nành có chứa hầu hết các vitamin tan trong nước như vitamin nhóm B cao gấp 3 lần lượng vitamin nhóm B trong sữa bột, các vitamin tan trong dầu như A, D, E, K, F. Toàn cây có 15% protein, 16% glycic, 6% muối khoáng. Hạt đậu nành có nhiều kali, natri, canxi, chất béo 15-20%. Các loại men amylase, libacidin, proteasa, urease, đặc biệt men tofophilacin có khả năng tránh được một số trường hợp bị ngộ độc. Công dụng và liều dùng. Đậu tương vị ngọt, hơi béo, tính bình, không độc. Đậu tương được các nhà dinh dưỡng tôn sùng nhất trong các loại thức ăn thiên nhiên, vừa làm thức ăn, vừa làm dầu để chiên xào, vân vân. Ngoài tác dụng dinh dưỡng cao do đầy đủ các chất, các vitamin, chất khoáng, các men, vân vân, nó là thực phẩm chức năng để hỗ trợ tăng cường hormone mông sinh dục nữ, giúp chuyển hóa đường và bài tiết chất thải ra ngoài, nên rất tốt cho người bị bệnh tiểu đường, bệnh gút, thấp khớp, suy nhược cơ thể do lao động quá sức, người đau mới hồi phục, ăn uống thiếu vitamin, vân vân. Đậu tương có chứa nhiều thành phần chống ung thư như molybden, xylen, kẽm, vân vân, có tác dụng hạn chế chống ung thư tiền liệt tuyến, ung thư da, thực quản, ruột. Đậu tương có nhiều canxi, phosphor, kali và bo, có thể phòng bệnh và chữa bệnh loãng xương, đặc biệt với phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh. Đậu tương có nhiều vitamin nhóm B, lưu huỳnh, rất tốt cho người bệnh da khô, tóc khô, nâng cao chuyển hóa cho da, thúc đẩy cơ thể thải độc. Chất sensilylo là chất xơ trong đậu tương, thúc đẩy thức ăn đi qua ruột nhanh. Chất saponin làm giảm hấp thu chất béo, tăng chuyển hóa chất béo, nên ăn nhiều đậu tương sẽ giảm cân, giảm mỡ thừa trong cơ thể. Trong công nghiệp dược phẩm, đậu tương được dùng chế môi trường nuôi cấy nấm mốc, kháng sinh. Trong công nghiệp chế một số axit amin
như arginine, axit glutamic bằng thủy phân axit đậu tương. Trong thực tiễn đời sống của người Việt Nam từ xưa đến nay, tuy chưa hiểu việc phân tích cơ sở khoa học, nhưng đã ứng dụng đậu tương chế biến thực phẩm ăn uống hàng ngày như đậu tương, nước tương, làm dầu chiên xào, làm bánh, làm giá, ăn như rau, làm sữa để uống, vân vân. Đặc biệt là những nhà tu hành đã chọn đậu tương làm tàu hũ để ăn chay trường do có nhiều chất dinh dưỡng hơn cá thịt. Chế biến được nhiều loại thức ăn như tàu hũ, nước tương, dầu chiên xào, làm bánh, làm sữa uống, vân vân. Đây là sự hiểu biết và rất khôn ngoan, đi trước khoa học thực nghiệm hiện nay vậy. Phần 3. Phương pháp sử dụng 5 loại đậu như một bài thuốc. 1. Sử dụng theo nam nữ. Phần đông nam giới trong sinh hoạt đời sống hàng ngày có tập quán uống rượu, bia nên gan thận dễ bị tổn thương, có các triệu chứng như tiểu vàng gắt, đau lưng, mỏi gối, dị ứng, mẩn ngứa, suy giảm tình dục gia đình, vân vân. Không cần đi khám bệnh điều trị tốn kém, chỉ cần nấu nước cốt đậu xanh và đậu đen kết hợp cho liều lượng vừa đủ theo tình trạng bệnh, uống thường xuyên sẽ khỏe mạnh. Đối với phụ nữ thì chủ về huyết phận, kinh nguyệt và ọt mông sinh dục nữ. Phần đông sợ mập, kiêng cử ăn uống, thiếu chất dinh dưỡng nên ốm yếu khô gầy, kinh nguyệt không đều, máu huyết không tươi nhuận, thì sử dụng đậu nành, đậu đỏ liều lượng thích hợp, uống thường xuyên sẽ khỏe mạnh và không bao giờ mập. 2. Sử dụng riêng từng loại và kết hợp 5 thứ. Nếu sử dụng đậu như thuốc thì tùy mỗi loại bệnh ta sử dụng một loại đậu riêng theo chức năng của từng thứ với liều lượng thích hợp đã nêu trên. Thông thường dùng chung 5 thứ đậu để điều hòa 5 tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận và gia giảm như sau. Đậu đỏ có sắc đỏ thuộc tạng tâm. Nếu tim yếu, hồi hộp, khó ngủ, nặng lồng ngực, phù nhẹ hai bàn chân thì tăng đậu đỏ gấp 2 đến 3 lần các loại đậu khác thì giảm lại. Đậu đen có sắc đen thuộc tạng thận. Nếu thận yếu thì tiểu đêm, tiểu vàng, đau lưng, mỏi gối, vân vân. Đậu xanh có sắc xanh thuộc tạng can. Nếu can yếu, chức năng suy giảm thì hay mẩn ngứa, dị ứng, tiểu vàng, ăn không ngon, nóng nảy, bức rứt, khó ngủ. Đậu nành có sắc vàng thuộc tỳ vị, có chức năng nuôi dưỡng toàn thân, có kích tố ọt mông cho nữ, nên những người lao lực, già yếu, suy nhược cơ thể, ăn ngủ không ngon, gầy sút, khô khan,
phụ nữ kinh nguyệt ít không đều, vân vân. Đậu trắng có màu trắng thuộc phế, tương thông với đại trường, nên nhuận phổi và ruột, làm tan đàm, do tỳ vị trào ngược, vừa bổ dưỡng cơ thể. Cách chế biến sử dụng: các loại đậu mua về cho vào thau ngâm từ 1 đến 2 giờ, loại bỏ tạp chất, vỏ, bụi và các hạt đậu bị hư nổi lên trên, xong đổ nước bỏ đi, cho vào nước mới vo sạch như vo gạo nấu cơm, rồi cho vào rổ để nước thoát ra cho khô hạt đậu, đem phơi nắng lại cho thật khô giòn, xong cho vào chảo sao vàng vừa chín không đen khét, rồi xây thành bột mịn là dùng được. 4. Liều lượng gia giảm. Bình thường 5 loại đậu liều lượng bằng nhau, và sau khi chế biến thành bột đậu thì sử dụng mỗi lần 1 đến 2 đến 3 muỗng ăn canh đầy, tùy theo cơ địa của mỗi người. Có thể uống không đường hoặc có đường, hoặc thêm sữa để hòa chung cho tăng khẩu vị và sở thích. Trong quá trình sử dụng, tùy theo tình trạng sức khỏe và bệnh lý mỗi người mà gia giảm thích hợp như một bài thuốc sau đây. Nếu đau lưng mỏi gối nhiều thì tăng đậu đen gấp 2 đến 3 lần bình thường. Các loại khác giữ liều lượng y cũ bằng nhau hoặc giảm lại. Nếu bao tử và ruột yếu, chậm tiêu hóa hay tiêu lỏng thì tăng đậu trắng gấp 2 đến 3 lần, giảm đậu xanh, đậu nành, đậu đen cho phù hợp, đậu đỏ giữ nguyên. Nếu gan thận nóng, tiểu vàng gắt, nước tiểu ít thì tăng đậu đen, đậu xanh gấp đôi các loại đậu khác. Nếu phù mình, phù mặt do thuốc kháng viêm hay dị ứng thuốc nhẹ, hoặc do ứ nước ở thận, hoặc do suy tim thì tăng đậu đỏ gấp 2 đến 3 lần, đậu xanh, đậu đen hơn đậu nành, đậu trắng. Tóm lại, nếu cơ thể có biểu hiện triệu chứng gì thì gia giảm các loại đậu có chức năng cho phù hợp theo thực tế. Bình thường thì 5 loại đậu bằng nhau để bổ dưỡng và điều hòa ngũ tạng. Nhận xét và đánh giá thực tiễn: các loại đậu hiện nay là nguồn dinh dưỡng trong sạch, đầy đủ các chất cho nhu cầu hoạt động của cơ thể con người, đặc biệt kết hợp 5 thứ để bổ khuyết thì gần như muốn đủ hết các chất cần thiết như protein, glycine, lipid, là 3 chất đạm, đường và béo. Các vitamin tan trong nước, tan trong dầu như nhóm A, B, C, D, E, F, U, K, BB và các chất khoáng như sắt, đồng, kẽm, canxi, phosphor, các men tiêu hóa, axit amin, chất xơ, vân vân. Tất cả có tích chứa đầy đủ trong 5 loại đậu đã nêu trên, nên có tác dụng hỗ trợ điều trị và tăng cường dinh dưỡng, nâng sức đề kháng cho con người để phòng chống bệnh tật xảy ra như suy nhược cơ thể, gầy yếu, ăn uống thiếu chất, các bệnh cao huyết áp, tiểu đường, viêm gan siêu vi B, C,
bệnh tim yếu, thiếu máu, nhược sắt, phù thủng, bệnh gút, viêm đa khớp, bệnh ngoài da, dị ứng, mẩn ngứa, da khô, không tư nhuận, bệnh suy thận, thận hư, nhiễm mỡ, vân vân. Trong thực tiễn, người xưa còn dùng 5 loại đậu trên để nấu nước cốt cho trẻ em uống, phòng trị bệnh ban đỏ là bệnh sởi lúc chưa có thuốc tiêm phòng, với kết quả rất tốt đối với giai đoạn chưa bội nhiễm nặng. Ngày xưa, nhiều bà mẹ ẵm con hốt thuốc với bệnh ban đỏ này. Theo liệu trình điều trị, phải 7 đến 15 ngày mới hồi phục hoàn toàn. Nhưng không tiền nên chỉ hốt 1 hoặc 2 tháng rồi thôi. Nên phải chỉ thêm ra tiệm tạp hóa mua 5 thứ đậu sao vàng chế biến như trên, nấu nước cốt cho trẻ uống hàng ngày, đa số đều khỏi bệnh trong hoàn cảnh nghèo khổ, khó khăn. Có nhiều người còn sử dụng đậu cho bữa ăn sáng hoặc uống bổ sung buổi trưa và tối khi sốt ruột. 5 thứ đậu tốt hơn sữa bột, sữa đặc có đường vì có đầy đủ nhiều chất hơn sữa từ dạng thiên nhiên, không chế biến tổng hợp và không sử dụng các chất bảo quản có hại cho cơ thể. 5 thứ đậu có thể sử dụng gia giảm cho tất cả mọi người, già trẻ, nam nữ, bình thường và bệnh tật. Tóm lại, 5 loại đậu kết hợp là nguồn dinh dưỡng rất quý cho loài người, lại rẻ tiền, dễ trồng và có sẵn đầy đủ trong thị trường, sử dụng được rộng rãi cho mọi người, nam phụ lão ấu, lúc bình thường cũng như khi mang bệnh tật. Gần 50 năm hiểu biết từ mua bán trên thị trường, từ ăn uống đến nghiên cứu dưỡng chất, đến hỗ trợ điều trị bệnh như thực phẩm chức năng, vân vân. Chúng tôi rất trân trọng 5 loại đậu này và nhiệt tâm phổ biến để mọi người hiểu, ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt, những người ăn chay trường, ăn uống qua loa, chiếu lệ, thiếu chất dinh dưỡng, không có tinh lực đầy đủ để tu hành thì rất cần có các loại đậu này bổ sung, phần thể xác khỏe mạnh mới có khí thần minh mẫn mà học đạo, luyện đạo đạt thành kết quả tốt đẹp. Thốt nốt ngày 12 tháng 10 năm 2021, ngày 7 tháng 9 năm Tân Sửu. Bài viết đến đây đã hết. Thường tâm.